cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng với khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Ngày hôm nay Quốc Bảo đã quay trở lại, rất là hào hứng để đón chào sự xuất hiện của những nhân vật đặc biệt. Ngày hôm nay thì Quốc Bảo hóa thân vào một cái vai, đó chính là vai thầy giáo. Và ngay bây giờ thì thầy giáo đang rất là chờ đợi sự xuất hiện của những học sinh đầu tiên đăng ký vào lớp học của thầy giáo Bảo. Một tràng pháo tay để cùng đón chào sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên Tuấn Kiệt và Gia Linh. Dạ. Xin được chào tụi em. Dạ, chào thầy. Chào anh. Thầy, bữa nay có làm thầy rồi, anh thầy. Anh thầy á, ở trường nào mà danh gọi là anh thầy vậy ta? Thì vừa làm thầy vừa làm anh, Ngày hôm nay thấy mặc đồ rất là style nha. Street style. Come on, là baby. Hôm nay các bạn mang một cái năng lượng như thế nào đến với chương trình? Anh biết không, em dạo rất là thích những cái rapper anh. Cái rapper, yes. Dạ. Em tính em sẽ hóa thân thành nữ rapper anh. Việt Nam mình nổi tiếng là chị Su Boy đúng không? Đúng rồi. Thì em đặt tên là Sukana. Sukana. Ok. Vâng, xin nói cái tên này thì bạn nghĩ là không có một cái sân khấu nào dám mời nữ ca sĩ Sukana. Khán giả sẽ nhớ một rapper như vậy. Dạ. Còn... rapper Sukana. Ok. Còn đồng nghiệp của bạn có phải là rapper không ạ? À? Đúng mời. Vậy ạ. À. Tôi là một người trong giới underground. 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 Dạ. Ở dưới lâu lắm rồi. Lâu rồi mới trồi lên. À, không có nhu cầu trồi lên vì người bạn Sukana mới xuất hiện thôi. Oh yeah. Woo. Vâng, và đó là năng lượng của hai thành viên đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đón chào sự xuất hiện của những học sinh còn lại. Một tràng pháo tay để cùng đón chào sự xuất hiện của cặp đôi Vũ Thịnh và Ngọc Phước. Woo. Trời ơi. Vâng. Chào mọi người ạ. Học của Thứ Năm Vui Nhộn. Đây là những người bạn học chung với tụi em. Yeah. Xin mời em giới thiệu. Em là ai? Em là gái Nhật đó. Ngày tháng gì sao lại? Gái Nhật đâu? Em thấy ai làm cũng dễ thương á. Sao tới trường em làm giống như là bị anh bên đây em dễ thương mà. Anh bên đây em dễ thương mà. Bên đây gái Nhật chắc bên kia trai Hàn á. Vậy thì em là ai? Em là trai Việt đó. Đã đẹp rồi lại còn thơ. Hôm nay đến đây và kết hợp với Ngọc Phước thì em thấy sao? Ngày hôm nay em rất là vui khi được tham gia cùng với Ngọc Phước. Tại ép nói em và Phước là mới hợp tác với nhau trong một bộ phim. Wow. Dạ, Phước là nhân viên của em. À. Nhưng mà hôm nay hình như là có gì đó thay đổi. Đúng. Là em là nhân viên của Phước hay sao á? Vậy luôn á. Dạ. Kính thưa quý vị, tôi hiểu cái cảm giác tại sao lại áp lực rồi khi ở bên cạnh Ngọc Phước rồi. Chúng ta đã đón chào xuất hiện của bốn vị khách mời là bốn nghệ sĩ sẽ cùng nhau đến với Thứ Năm Vui Nhộn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang đến những thử thách đầu tiên dành cho họ. Hãy đến ngay với vòng thi đầu tiên với tên gọi Thử Thách. Và ở trong vòng thi này, thử thách đầu tiên dành cho các em đó chính là vượt qua những chướng ngại vật nho nhỏ này của thầy để qua kia chạm vào cái chuông của thầy, sau đó lắng nghe những câu hỏi của thầy và mang điểm về cho tụi em. Và ngay bây giờ xin mời tụi em qua vạch xuất phát, quẹo phải, chơi cá nhân nhưng mà mang điểm về cho đội của mình. Và cái quy trình như sau: trước khi mà thầy đọc mỗi câu hỏi, thầy sẽ nói rằng câu hỏi bắt đầu, tụi em đứng tại vị trí của mình, xoay vòi voi 5 vòng. Đó, xoay liên tục 5 vòng tại chỗ cho chóng mặt chơi, cho rối loạn tiền đình chơi. Sau đó chúng ta sao ạ? Thử thách độ cân bằng của mình và độ nhanh nhạy của mình. Chạy thật nhanh, ai quay xong 5 vòng trước, tốc độ ai nhanh hơn thì có lợi. Chạy lên cái cầu này, đó, chạy thật nhanh qua bên kia. Nhớ nha, chạy trên cầu bằng đôi chân của mình nha, không bò, không có lết, không có trường nha tụi em. Giành quyền bấm chuông. Bấm chuông xong, các bạn sẽ đứng bên đó và đưa ra câu hỏi. Mỗi câu trả lời chính xác mang về 10 điểm cho đội của mình. Câu đầu tiên, 3, 2, 1, quay. 1, 2, 3, 4, 5, ai xong năm trước, đi. Chóng mặt cực kỳ luôn. Cái gì không ai cản nha. Những người làm nghề nào được gọi bằng bác? Bác sĩ. Sao dễ quá vậy? Luôn hả? Bác sĩ. Bác sĩ thú y. Bác học. Đó, bác học, có bác học. Có nha. Đủ rồi, đúng rồi. Đủ rồi, hai cái là số nhiều rồi. Bác sĩ, bác học, hợp lý. Chúc mừng 10 điểm đầu tiên. Em tự hào gì anh? Anh Kiệt, em rất tự hào gì anh? 3, 2, 1, quay. 1, 2, 3, 4, 5. Em rồi. Trời ơi. Cái cầu này có là gì đúng không anh? Đội mình hiền quá. Qua tới nơi rồi. Dạ. Không ai truy cản mình hết. Đảo lớn nhất Việt Nam là đảo nào? Trời, cái này anh biết.
biết thì chắc chắn luôn. Và đó là Phú Quốc. Chắc chắn chưa? Đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc là đáp án chính xác chưa? Yeah. 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 10 điểm đầu tiên dành cho Ngọc Phước và Vũ Thịnh. Cân bằng rồi. Một đều rồi, vào vị trí quay chuẩn bị cho mấy cái show luôn nè. Hai người wow. Lên ngang trái quá nhở? Không, tại Phước chúng ta đi từ đầu rồi. Người ta thường gọi quốc gia nào là đất nước mặt trời mọc? Trời ơi, sao dễ quá. Trời ơi, dạ, cái câu này trả lời luôn là đất nước Nhật Bản. Kiệt là một người rất là đam mê phong cách cũng như là có rất là nhiều cái vở diễn hoặc là kịch bản liên quan đến Nhật Bản á. Đúng rồi. Mình có thể chia sẻ chút xíu hay là một màu sắc chút xíu gì của Nhật Bản không ạ? À, vậy thì xin làm lại một cái phiên bản dễ thương hơn mà gái tật nãy chưa làm được. Gái Nhật đúng không? Gái Nhật thì làm gái Nhật thôi. Hai ba vô. Gái Nhật đó, mày ta thì xa ra he he. Anh ơi, về về anh về. Không có dễ thương. Câu hồi nãy đúng nha, nhưng mà không cho điểm nha. Ủa sao vậy? Khoan, MC suối tôi làm mà. Thôi anh đi về anh. Đi về. Đúng với anh, đúng để tụi em chúc đi về. Chúc mừng, 10 điểm. Đó, yeah. Em rất tự hào với anh. Em qua anh. Em đón anh về, em tự cảm hào em, cảm ơn em. Tiếp theo, 3, 2, 1, quay. Ê, chóng mặt thiệt. Chóng mặt thiệt. Phước ơi, Phước đừng bò nữa đi. Có con nha Phước. Bình tĩnh nha Phước. Đi về. Đi về. Nhưng mà phải đi lại từ đầu. Bình tĩnh nè. Trời ơi, bình tĩnh. Chậm rãi đi em. Ghê quá. Ngon lành ta. Hay quá. Hãy điền vào chỗ trống. Con có cha như nhà có nóc. Con không cha như chấm chấm đứt đuôi. Như nòng nọc đứt đuôi. Điền vào chỗ trống. Hai chữ đó chính là nòng nọc. Dạ. Em đã từng nghe câu này ở đâu rồi? Hồi nhỏ mẹ em hay nói câu đó. Ờ hả? Nói chung là câu này mình nghe rồi mình biết đúng không? Dạ. Nòng nọc là đáp án. Chính xác. Chúc mừng. Yeah. Anh lại qua đó. Anh tự hào về em đi. Tự hào về em. 3, 2, 1, quay. 1, 2, 3, 5. Mỹ trong vợ chồng A Phủ là người dân tộc nào? Ô, cái này em biết nè. Ừ, chà. Chờ nè, người ta không biết là mình qua ai nè. Này là ba. Mình đi theo giấc mơ sớm mai. Dân tộc Mường. Dân tộc Mường. Không phải. Trả lời rồi, trả lời rồi. Và đó là đáp án không chính xác. Mời Phước. Và cô ấy em quên á. Đã thông thả bước qua cây cầu ấy. Xin cảm ơn chàng trai. Đáp án của em là dân tộc Mông ạ. Dân tộc Hầm Mông. Dạ. Chính xác chưa? Yeah. Đó. Câu tiếp theo. 3, 2, 1, quay. Câu này dễ nha. Gợi ý câu này dễ nha. Dành nhau qua đi kiếm điểm đi. Phước ơi. Ui, nhanh vậy. Tộc Phước ơi. Nhanh vậy. Trời ơi, con bé nó nhanh quá rồi. Have a friend. Anh biết không ạ? A friend. A friend là biểu tượng của nước nào? Pháp. Pháp à? Chắc kìa. Pháp. Không thể nào sai được. Chúc mừng. Yeah. Câu tiếp theo. 3, 2, 1, quay. Cái gì mà ôm? Mở mắt đi ơi, mở mắt ra lên. Bình tĩnh đi. Mở mắt ra. Tôi có thể nghe được tất cả những gì bạn nói, nhưng bạn sẽ không nghe được bất kỳ lời nào từ tôi. Hỏi tôi là cái gì? 3, 2, 1, và... Cái điện thoại. Hết giờ. Không chính xác. Để chị nói cho mà nghe nè. Phải. Vô. Nhìn chị nè, phong thái lắm. Thấy lỗ tai. Thấy lỗ tai là đó bạn. Chính xác à. Chúc mừng ạ. À. Chúng ta đến với câu tiếp theo. 3, 2, 1, quay. Cho em lên đi mọi đúng, người. Đúng rồi. Anh nghĩ hả? Gán nha Linh. Bị rớt rồi. Cái gì? Linh. À, Linh, chị nói nghe. Cái gì? Không, chị đừng có cả đi. Chị đã với em. Kiệt lên này. Dạ. Câu hỏi cho Tiểu Kiệt. Trái dừa và trái dưa hấu rớt vào đầu, cái nào đau hơn? Rớt vào đầu thì cái đầu đau hơn. Một câu hỏi rất là thông minh. Một câu trả lời rất là thông minh và đáo để. Trái dừa, trái dưa hấu rớt vào đầu, trái nào đau hơn thì cái đầu phải đau chứ đúng không ạ? Đáp án chính xác. Chúc mừng. Và chúng ta đã kết thúc vòng thi đầu tiên với tỷ số 4 đều. Chúc mừng hai đội. Vậy là mỗi đội đã nhận về cho mình 40 điểm. Mỗi câu trả lời chính xác là 10 điểm các bạn nha. Ngay bây giờ chúng ta đến với vòng thi thứ hai. Một vòng thi phải nói là vận động thực sự. Hãy chuẩn bị tinh thần và thể lực. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thách thức. Vòng thi này, tôi thách thức các bạn bằng một trò chơi khá thú vị với những chiếc vòng xanh đỏ tím vàng dễ thương. Và luật chơi của vòng thi này như sau: chúng ta sẽ có hai vị trí và mỗi thành viên của một đội phải đứng tại một vị trí. Ở vị trí đầu tiên là cái mức có dán băng keo ở đây, mức đầu tiên. Thì nhiệm vụ của thành viên đầu tiên là cầm cái rổ vòng này.
Đó, chúng ta sẽ hướng đến vị trí thứ hai của người đồng đội của chúng ta đứng bên đây. Người đứng tại vị trí thứ hai sẽ cầm một đôi đũa, mỗi tay một chiếc như thế này. Để làm gì à? Để hứng vòng đến từ vị trí thành viên đầu tiên ném qua. Đó, mình ném từ đây qua anh kia, bạn mình hứng. Đó. Và cái thành viên thứ hai đứng tại vị trí đó, trong vòng 3 phút cố gắng đưa thật nhiều chiếc vòng vào những cái cục trụ nhiều màu sắc này. Cái phần sẽ tạo ra sự kịch tính và hấp dẫn cho cái vòng chơi này, đó chính là phần thách đấu. Trong vòng 3 phút, mỗi đội sẽ có một cái lượt chơi của mình. Nhưng mà các bạn hãy thách đấu nhau là trong 3 phút đội mình sẽ làm được bao nhiêu chiếc vòng chính xác rơi vào cục trụ. Xin mời đội của Ngọc Phước mình đưa ra lời thách đấu đầu tiên đi. À, em thách em làm được một cái. Trời ơi, một cái. Ông ơi, mình từ từ, mình lên từ từ. Bên mình lên 2 cái. Thôi 3 đi anh, 3 đi. Rồi 3 cái. 3 cái. Bên đây sao ạ? 7 cái. 10 cái. 10 cái rồi. Có 10 cái thôi em, lên. Lên. Bao nhiêu ạ? 13 cái. 15 cái. 15 rồi. Chốt rồi. Thôi, đừng chốt. Chốt rồi. Chốt đơn. Giao hàng đi. Vậy thì nhiệm vụ của mình chỉ cần 13 cái thôi là mình sẽ được 30 điểm tròn. Còn bên đây phải vượt qua 15 cái trong vòng 3 phút mới được 50 điểm. Trời ơi luôn. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đón chào sự xuất hiện của lượt chơi đến từ Gia Linh và Tuấn Kiệt. Round 1 bắt đầu. Ôi, sorry em, sorry. Trời ơi, ném rồi. Tiếp. Đó. Hay quá. Hãy cao lên, cao lên. Cao lên, cho rơi xuống. Đúng hay rồi. Quá. Kiệt ơi, đúng rồi. Sao có trúng Kiệt ơi. Em có biết cái trò chơi ngày xưa mà đúng rồi, đó, đó. Bấm nước, bấm nước. Con cá heo ấy. Dạ, tưởng tượng mình ngồi chơi nè. Ai mình chơi 8 rồi, 8 rồi. Chúng ta đã mất 30 giây rồi nha. 2 phút 30 giây còn lại. Đồng hồ ngay trên màn hình. Hay quá Kiệt ơi. Được rồi đó, ném được rồi đó. 12. Kìa, rất hay luôn. Vòng nó hơi nhỏ. Ừ. Vòng to nào. Khó quá ta. Thử thể một lúc nhiều vòng coi ta. Hãy muốn nhiều vòng là đi luôn đó. Đi luôn hả? Trời ơi. Cao lên, cao lên. Nó phải vô lắm. Chúng ta đã đi qua đường một nửa thời gian rồi. Kẹp, phải vô kẹp. Cái được chứ. Khó lắm. Trời ơi. Vô cái lấy thể diện anh ơi. Rồi. Cố lên. Anh Ngân đùa ném đi, ném đi. Chúng ta còn 40 giây á, Kiệt ơi ném đi Kiệt ơi. 15 cái. Phải đặt thách đấu nhau. Trời ghê lắm đồ. Phải vô được 1 cái chứ. Ôi. Tất cả 20 giây. Trời ơi. Trời ơi. Kiệt ơi. Bế tắc rồi. Không có một chút thể diện nào. Một cái dòng danh dự Kiệt ơi. Không có lấy một danh dự đây nào. Đây được ra được không chắc luôn. Không có luôn rồi. Không 10 tự. Giây cuối cùng chơi được. Chơi luôn anh lên. Ơi. 5. Trời ơi. Ném đi anh, ném đi anh. 3. 2. 1. Và... Rất tiếc, ở lượt chơi này chúng ta mang về những con số không tròn chỉnh. Không có một chiếc vòng nào hết. Có lập kỷ lục của chương trình không ạ? Hình như là đây là kỷ lục của chương trình. Danh dự chưa? Danh dự quá. Tự hào luôn nha. Sau khi chơi xong thì cũng nghĩ 13 bên kia cũng hơi căng à. Căng hả? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của Ngọc Phước và Vũ Thình. Em hỗ trợ chị ơi. Đúng rồi, đúng rồi chị ơi. Hay lắm. Hay lắm. Trời ơi, giỏi quá. Cái vụ này thì thường nhanh lắm. Nhanh, mấy cái này nhanh, đúng. Cố lên em. Phương ơi đổi chiến thuật. Đúng rồi, có đổi rơi xuống, nhiễu xuống. Đổi người đi, bên đây thật dài hơn nè. Đổi vị trí. Em nghĩ là đổi người sẽ thay đổi kết quả hả? Em tưởng là đổi. Hãy cao lên, hãy cao lên. Em mạnh tay lên đi. Hãy cao lên. Mạnh lên. Mở tay lắm, quăng này luôn. Chúng người lắm. Mở tay lắm. Hay quá Thịnh. Hay quá. Ghê vậy ta. Trời ơi, đội này múa luôn. Trời ơi. Cái luôn. Rồi mình. Một cái cuối. Cái cuối. Rồi ném đi. Hay quá. Anh lên. Rồi vô. Vô luôn nè. Ông này cao nè, dễ hơn chút. Cao mà. Ừ, cao. Giới ra đi. Đồ rơi xuống. Đi. Bỏ nghe lại. Nghe lại. Khó ghê á. Giới ra luôn. Vâng, chúng tôi vẫn có. Xích nữa. Tôi vẫn chưa thấy được danh dự của đội Ngọc Phước. Đẹp thương nè. Rồi, 10 giây cuối cùng. Danh dự. Ủa? 2, 1, và... Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui mừng khi chào đón đến đây những chuyên gia đến từ kỷ lục Guinness Việt Nam. Yes. Kỷ lục kép của chương trình. Lần đầu tiên, những số 0 xuất hiện rất nhiều. Một tràng pháo tay dành cho cả hai đội chơi. Em thấy như thế nào, cái bài học rút ra được sau cái vòng chơi này là gì? Không khinh địch, không tự mãn. Đúng. Thôi thì vòng 2 chơi cho vui. Thưa quý vị, số điểm của chúng ta giữ nguyên vẫn là 40-40 như vòng đầu tiên. Ngay bây giờ sẽ là trận đấu cuối cùng để tìm ra quán quân của ngày hôm nay. Hãy cùng đến với vòng thi thứ 3 với tên gọi Về Đích.
mong muốn về đích chưa? Dạ mong ạ. Ai về trước sẽ được 10 triệu à? Ai về nhì sẽ được 6 triệu. Ngay bây giờ sẽ là trận đấu quyết định. Luật chơi như sau: vòng thi thứ 3 chúng ta sẽ có tất cả là 3 gói câu hỏi, và mỗi đội sẽ lần lượt được lựa chọn 2 trên 3 gói câu hỏi đó để mang về những số điểm cho đội mình. Ngay bây giờ hãy cùng đến với 3 gói câu hỏi quen thuộc của chương trình. Gói 30, 40 và 50. Gói câu hỏi càng cao điểm thì mức độ khó càng tăng lên. Xin mời hai đội lựa chọn gói câu hỏi của mình. Đầu tiên, xin mời đội của Tuấn Kiệt và Gia Linh. Cái khó nhất, cái dễ nhất đi. 30 và 50. 30 và 50, đó chính là sự lựa chọn của Tuấn Kiệt và Gia Linh. Và chúng ta đến với sự lựa chọn còn lại của Ngọc Phước và Vũ Thịnh luôn. Em chọn 30 và 40. 30 và 40, đó là sự lựa chọn của Ngọc Phước và Vũ Thịnh. Sau khi mà gói khỏi hiện lên trên màn hình, chúng ta sẽ có 10 giây. Đồng hồ cũng đếm ngược cho nó luôn. Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Sau 10 giây của bạn nói bắt đầu thì các bạn mới được cùng nhau chạy qua bên kia. À, mình tranh nhau chạy con kia, ai qua nhanh nhất chạm vào cái mic sẽ là người được trả lời bằng cách hát vào mic. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với gói đầu tiên của Tuấn Kiệt cũng như là Gia Linh. Gói 30 điểm, xin mời. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Thần Thái, hát ca khúc này nào. 3, 2, 1, hát hết từ đầu. 2, 3, vô. Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa. Chết 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 bùm chết bùm chết bùm. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cây cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi. Đi mà không khéo thế như chơi. Môi son má đào chân guốc cao gót. Làm sao qua cầu dừa. Đúng một cái. Yeah. Em ở phố thì quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chài chứ em sao. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngó. Chèo leo. Chèo leo. Chèo leo. Chèo leo. Chèo leo. Rộn ràng. Rộn ràng. Úi trời. Là hát sai đó không vậy hả? Nó xịt vào mặt á. Đó chính là một cái món quà bất ngờ. Ủa chị, hát sai là nó đi ra hả? Đúng rồi. Đâu có đập trước được cái câu sao. Là đọc cái kia. Tôi kêu là tôi kêu có hai chỗ khuyết từ. Và trả lời được có chỗ đúng thôi. Rất là tiếc. Và bây giờ cơ hội thu về đội còn lại. Xin chào người chào chương trình nhất. Và bây giờ sẽ là tiết mục cây cây cầu dừa. Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa. Xưa là xưa. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Dừa 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 dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi. Đi mà không khéo té như chơi. Hay quá. Môi son má đào chân guốc cao gót. Làm sao qua cầu dừa. Hay quá, ta ngọt ngào quá. Tiếp tiếp. Em ở phố thì quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sao. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ. Trèo leo cùng cười. Hay quá. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Xin được chúc mừng các bạn nhận được 30 điểm. Và ngay bây giờ sẽ là gói 30 điểm lần thứ 2. Xin mời. Cũng có 10 giây nha. Nhưng mà lần này thì lời ngắn hơn. Ủa? Bây giờ xin mời Tuấn Kiệt. Người dân quê tôi sống trăng. Đã bao đời dầm mưa dài nắng. Hay quá. Đồi lấy chén cơm thơm ngọt. Như sữa mẹ mát ngọt đời ta. Sai rồi. Em biết em rồi. Bên đội mình có. Thôi lên hát đại đi, đi. Sai không bị trừ điểm. Hai hai đứa qua luôn đi. Người dân quê tôi sóc trăng. Đã bao đời dầm mưa dãi nắng. Đổi lấy chén cơm thơm ngọt. Như sữa mẹ mát ngọt. Từ 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 từ, cái này phải phân tích. Đấy, tại vì dãi nắng thì nó phải có cái vần, kinh nghiệm là vần. Hai ba và vô. Như sữa mẹ mát ngọt. Đời con. Đời con. Hát đi, hát nguyên câu. Ồ, hay quá. Tiếp tục. Em thấy không? Nó phải Tiếp nhá. Sống quê tôi đổ về ba ngã. Cây trái ngọt uống dòng phù sa. Đường qua trường khánh có người bạn qua. Tùa hia ú tá lư thìa. Thì giờ mình phải gần gần cái đấy. Có người bạn hoa ú à.
khá cái gì mà chi tiết vậy chơi. Cái từ thai là một từ rất là đặc trưng, rất là đặc trưng, nghe nó hơi lạ chút xíu. Đúng rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án chính xác. Tùa chế. Tùa chế. Tùa chế, tùa hia, úa tá, lư thìa. Chúng ta lại chơi mất 30 điểm rồi. Và bây giờ chúng ta còn gói 40 và 50. Chuẩn bị đến với gói 40. Và gói này là sẽ có hai câu đảo ngược chữ lại nha. 3, 2, 1, xin mời. Hơi rối não nha. Trời ơi. Trời ơi, chỉ cần nhìn mà hát ngược lại thôi. Em chưa kịp luôn á mà anh đã nhìn ra. Bài này là bài của anh Hoàng Phúc nè. Xin mời câu trả lời của Tuấn Kiệt. Ngày bài này là bài của Hoàng Phúc. Quá mau, ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy. Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng, hòa khúc ca trong ta, trong ta, hòa khúc ca trong ta bay cao dệt mộng tuyệt vời, để xóa đi bao nhiêu tư buồn phiền, ngày nào cuộc đời đẹp như thơ. Và đó chính là cái khi người đàn ông khóc của Lý Hải. Sai tên ca sĩ, xin được chúc mừng với ca khúc vừa rồi mang về cho đội của mình 40 điểm. Và bây giờ thì chúng ta còn gói 50 điểm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thứ nhất để nhận được gợi ý đầu tiên. Cứ sau 3 gợi ý thì chúng ta sẽ biết được rằng ca khúc mà chúng ta cần đoán tên là ca khúc nào. Chúng ta sẽ có một cái trận đấu tay đôi ở cái bộ môn lắc vòng giữa Ngọc Phước và Gia Linh. Đó, và vị trí 3, 2, 1, lắc. Hay quá. Dễ lắm. Trời ơi. Kết thúc rồi, rụng nụ. Chúc mừng Gia Linh và Tuấn Kiệt nhận được gợi ý đầu tiên. Xin mời các bạn ra đây nghe gợi ý. Gợi ý đầu tiên. Vậy thôi hả? Thôi. Ok. Thiết kế giường đẹp. Rồi là tên trong đó rồi hả? Hay là nó là cái gì? Rồi, đó là một gợi ý. Tuấn Kiệt có thể chia sẻ cho Gia Linh về cái gợi ý đó. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tay đôi lắc vòng thứ hai của hai chàng trai. Xin mời. Bây giờ để coi hai chàng trai của chúng ta lắc vòng như thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Và Tuấn Kiệt rớt trước rồi thưa quý vị. Gợi ý thứ hai nè. Thôi em nghe rồi, em nghe rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gợi ý quan trọng nhất, gợi ý thứ ba. Xin mời mỗi đội cử ra một người lắc vòng giỏi nhất. Chị bước ở đây đấu tay đôi là một ai người nữa. Phước ơi, anh tin tưởng em. Còn ai nữa đúng không ạ? Chắc là con gái rồi. Nhưng lần này là gợi ý rất giá trị nên bonus thêm một phần thử thách nữa. Vừa lắc vòng vừa thổi bong bóng. Được. 3, 2, 1, quay. Phước ơi, Phước ơi, Phước ơi, Phước ơi. Cái giọng nha, chú ơi, cái giọng. Rồi, chiến thắng. Sao bóng lên mà dòng xuống vậy? Chúng ta đến với gợi ý cuối cùng. Ok. Thời khắc quan trọng đã đến. Hai đội sẽ cùng nhau đưa ra đáp án chính xác. Ai sẽ là người chạy qua để giành chiếc micro đầu tiên đây? Tên ca khúc là gì? 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, em cầm trước rồi. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra chính xác tên của ca khúc cần đoán, nhưng phải hát được một vài câu trong đó nữa. Đáp án của em là bài Dấu Mưa. Chính của xác. Ai ạ? Của anh Trung Quân Idol. Và bây giờ xin mời em hát một vài câu ạ. Tìm em trong cơn mưa, anh thẫn thờ nhìn theo người ta là lần theo mà. Dấu Mưa đó bạn. Chính xác. Chấm. Cái gợi ý đầu tiên đó chính là gợi ý dấu, một từ dấu. Gợi ý thứ hai đó chính là gợi ý Thánh Mưa. Và gợi ý cuối cùng là I Love You So, một cái câu hát trong ca khúc đó. Và xin được chúc mừng 50 điểm thuộc về Vũ Thịnh và Ngọc Phước. Với 50 điểm cuối cùng mà Ngọc Phước mang về ở vòng thứ 3, xin được chúc mừng Ngọc Phước đã cộng thêm và mang đến tổng số điểm cho đội của mình là 90 điểm. Chúc mừng. Yeah. Gia Linh và Tuấn Kiệt, chúc mừng các bạn đã mang về tổng số điểm sau 3 vòng thi là 110 điểm. Xin được chúc mừng giải quán quân của chúng ta trong ngày hôm nay thuộc về Tuấn Kiệt và Gia Linh, 10 triệu đồng. Ở đây à, giải Á quân. Và ngay bây giờ xin được chúc mừng hai em 6 triệu đồng. Em vui dữ luôn á. Một lần nữa cảm ơn những nghệ sĩ của chúng ta rất là nhiều đã mang đến 3 vòng chơi rất là vui, rất là hấp dẫn và giải trí. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của thứ năm vui nhộn, đó chính là vào lúc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình thứ năm vui nhộn được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đá chết con bên đây không à? Chưa hao, đúng rồi, giờ nó đau bên kia luôn. Bình tĩnh. Mùa đi ngang
Đông phố hay phố không mùa nước. Chỉ một dùng nỗi nhớ ùa trên phố rất vui. Người mỉm cười nơi ngõ vắng bỏ quên phía sau.